Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về interface trong Java. Thì interface là một kiểu dữ liệu tham chiếu trong Java. Nó là tổ hợp các phương thức abstract hay còn gọi là phương thức trừu tượng. Khi một lớp kế thừa interface thì nó sẽ kế thừa những cái phương thức abstract của interface đó. Vậy có một cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là tại sao chúng ta lại sử dụng interface? Thì Java không hỗ trợ đa kế thừa, do đó ta không thể kế thừa cùng một lúc nhiều class. Để giải quyết vấn đề này thì interface ra đời. Các bạn hãy cùng xem ví dụ sau đây nhé. Thì trong cái chương trình này thì mình muốn đưa ra thông tin của các cái loài động vật. Và về cơ bản ấy thì các cái loài động vật thì đều có những cái đặc điểm chung, ví dụ như là có tên này, có số chân và có tiếng kêu. Và từ những cái đặc điểm này thì mình có thể tạo một cái class là động vật chẳng hạn. Rồi sau đó mình có những cái class ví dụ như là mèo, cá và chim thì sẽ extend lại cái lớp động vật này. Tuy nhiên ý, thì một số loài thì biết bay, một số loài thì nó lại biết bơi. Đấy. Và dở là loài biết bay thì lại không biết bơi. Do đó thì ta không thể để cái đặc điểm biết bay hay là biết bơi trong cái class animal này được. Ví dụ như là cá này, thì nó biết bơi nhưng mà nó đâu có biết bay đúng không nào? Và đó sẽ là cái lý do để mình tạo hai cái interface khác nhau, ở đây là can fly và can swim. Rồi sau đó thì sẽ xem cái class nào thì có thể implement với từng cái thích hợp. Tiếp theo là về đặc điểm của interface thì chúng ta có thứ nhất là không thể khởi tạo interface nên không có cái phương thức khởi tạo hay là cái constructor ấy. Thứ hai là tất cả các cái phương thức ở trong interface thì luôn ở dạng là public abstract mà không cần phải khai báo. Thứ ba là các thuộc tính ở trong interface thì luôn ở dạng là public static final mà không cần phải khai báo, yêu cầu phải có giá trị. Để tạo interface thì mình sẽ có cú pháp như sau. Interface, tên interface đóng mở ngoặc và ở bên trong chính là các cái thành phần ở bên trong interface. Ok, bây giờ mình sẽ viết một cái đoạn code để có thể minh họa lại nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ tiến hành đó là tạo một cái interface. Thì để tạo interface thì nó cũng gần tương tự giống như cách chúng ta tạo class. Ở đây mình sẽ có cái tên interface là first interface. Và cũng có đuôi là .java. Ở đây thì mình sẽ đưa nó thành public interface, first interface, đây chính là cái interface của mình. Tiếp theo thì ở trong này mình sẽ có một cái phương thức, đây là public void. Phương thức này mình sẽ gọi là my methods. Và với phương thức ở trong interface thì nó sẽ không có cái phần thân. Mình sẽ tạo thêm một cái class nữa, mình sẽ gọi đây là demo class.java này. Và để có thể truy cập các cái phương thức ở trong interface thì interface cần phải được thực hiện bởi một cái lớp khác bằng từ khóa implement. Nó cũng gần giống như là kế thừa, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không sử dụng cái từ khóa extend mà mình sẽ sử dụng cái từ khóa là implement. Ở đây là implement first interface. Ok, lúc này các bạn thấy nó báo lỗi đúng không? Mình chọn vào đây này. Và override lại cái phương thức my method ở đây. Và ở đây thì mình mới thực hiện cái phần thân của chương trình. Mình sẽ chỉ thực hiện đơn giản là in thông tin ra. Ví dụ như là ở đây là có chữ first methods first interface. Ok. Sang đến hàm main bên này thì đầu tiên mình sẽ tiến hành đó là tạo cái đối tượng. Đây là new demo class này. Tiếp theo mình sẽ gọi tới cái phương thức my method của chúng ta. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy chương trình này. Lúc này mình hoàn toàn gọi được tới. Nó có thông báo ở đây là method first interface called. Ok. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về đa kế thừa trong Java bởi interface nhé. Thì nếu một lớp mà triển khai đa kế thừa hoặc một interface kế thừa từ nhiều interface thì nó được gọi là đa kế thừa. Vậy thì trong cái ví dụ ban nãy mà mình đang làm ấy, thì mình sẽ tiến hành đó là thêm một cái interface nữa. Và mình sẽ gọi cái này là second interface. Mình có là second
Thì cái này mình cũng để nó là interface này. Và trong này thì mình sẽ tạo một cái phương thức nữa, public void. Phương thức này mình sẽ gọi nó là my other methods. Và tương tự thì cái phương thức này của mình thì cũng sẽ không có cái phần thân. Tiếp theo, ở trong class demo class này thì ban nãy mình có là implement first interface rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần thêm second interface. Ok, vậy là được. Và mình cũng sẽ override lại cái phương thức ban nãy, phương thức my method ở đây, và thực hiện cái phần thân của phương thức ở trong này. Và trong phần main thì mình cũng sẽ gọi tới cái phương thức myOtherMethods. Ok, chỉnh chương trình này thì các bạn có thể thấy là mình hoàn toàn có thể gọi được tới cả hai cái phương thức. Ok, thì đó chính là interface của chấm Java.